gà là sọc lòi chân vàng. Sọc lòi chân vàng này uống được 13 hôm rồi nhé, 13 14 hôm rồi. Còn 600 con, 600 đến 650 con nữa. Toàn bộ là úm theo kiểu úm bộ hết nhá, không ở úm theo kiểu dùng thuốc tàu thuốc tiết gì đâu nhá. Và gà này là đã phòng đủ thuốc rồi nhá, ma tách mới cả úm mới cả. Tết hôm cầu trùng đã đủ hết rồi nhé. Về là gà này mà bà con mà bắt về là gà này là gần như là thả vườn được rồi đấy. Chỉ cần uống thêm tầm khoảng tuần hơn tuần nữa là thả vườn được. Trăm phần trăm là sọc lòi chân vàng này nhé mọi người nhé.